Xin chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2022. Ngọc xin chia sẻ nội dung này để chúng ta có thể là tự chủ được tài chính khi mà chúng ta về hưu. Nếu như anh chị có những cái công việc, ví dụ như là làm nails và lãnh 1099 để khai thuế, chạy Uber, lái Lyft, DoorDash, tự làm chủ xe ôm khoai, thì những cái công việc như vậy thường thường thì mình không có được chủ hỗ trợ về cái tài khoản hưu trí, nhưng mà mình có thể tự bản thân mình mở cái quỹ hưu trí và bỏ tiền vào cái quỹ này để dành sau khi mà mình về hưu thì mình rút ra mình xài. Nói chung là bỏ vào những cái quỹ như vậy thì mình được lợi thuế nè. Thứ hai là mình có thể đầu tư tiền để ra tiền nè. Thì ở đây á, Ngọc có chia sẻ Ngọc muốn chia sẻ những cái thông tin cập nhật của bên sở thuế của tháng 3 này về cái số tiền mà mình có thể vào bỏ vào IRAs, là cái ngày mấy, cái hạn chót bỏ tiền vào là ngày mấy. Và trong sở thuế đó thì người ta có định nghĩa và người ta chia sẻ rất rõ về những cái chương trình này. Đối với những ai mà đang thắc mắc là self-employed, là ai được gọi là self-employed và income bao nhiêu thì phải khai thuế self-employment tax, thì ở đây bên sở thuế họ có định nghĩa rõ ràng. Ví dụ như mình mua bán trao đổi thuộc dạng là sole proprietor thì mình là self-employed, mình là independent contractor, nhà thầu độc lập, thì mình cũng là self-employed, và mình là thành viên của một cái partnership thì mình cũng là self-employed, mình tự kinh doanh thì mình cũng là self-employed. Nói chung là làm nail 1099 là self-employed, chạy Uber, lấy Lyft vân vân, làm YouTube vân vân thì cũng là self-employed quý vị ha. Thì ở đây á là người ta lưu ý cho mình là nếu như cái net income của quý vị sau khi khấu trừ đó, và còn lại cái net income 400 đồng trở lên, thì quý vị phải khai thuế bằng cách là file cái form 1040 và cái schedule SE. Đừng có nghĩ rằng income ít quá thì mình khỏi khai thuế quý vị nha. Điều này có thể là nó không có đủ thông tin. Quý vị nhớ rằng ở đây người sở thuế người ta nói trong cái 2021 publication 17, gọi là net earning mà 400 đồng trở lên cho những ai là self-employed thì phải bắt buộc khai thuế. Cho nên là quý vị để ý giúp Ngọc cái phần này, và hãy chia sẻ những cái thông tin này nếu như quý vị thấy những thông tin Ngọc chia sẻ là bổ ích. Thì ở đây á, Ngọc xin lưu ý cái điều này, và nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là những ai mà làm cho hãng xưởng thì họ mới có cái quỹ hưu, bây giờ mình không có thì mình làm ráng cày để dành tiền mai mốt về hưu xài. Thì ở đây á, nhiều khi về hưu mình có tài sản thì không nói, nhiều khi mình có nhiều nhà cửa tài sản mình bán bớt mình dưỡng hưu thì không nói quý vị. Nhưng mà nếu như trường hợp mình không có đủ khả năng để mà tự chủ về tài chính, dựa hoàn toàn vào an sinh xã hội, tiền hưu từ an sinh xã hội, thì nhiều khi an sinh xã hội tới cái thời điểm, cái tuổi của Ngọc này tới cái thời điểm là cũng mấy chục năm sau nữa, cho nên là không biết là tại cái thời điểm đó cái tiền an sinh xã hội nó còn hay không. Tại vì những ngày qua là trong năm 2021 là báo họ tiếp tục chia sẻ rằng là cái quỹ an sinh xã hội của chính phủ là có thể là sẽ hết tiền vào năm 2034, nhưng mà Ngọc nghĩ cái điều này sẽ không xảy ra. Nhưng mà có thể là chúng ta phải nghĩ rằng là không thể nào mà dựa hoàn toàn vào cái tiền an sinh xã hội từ chính phủ cả, tiền hưu từ an sinh xã hội, đúng không quý vị? Thì cái chương trình an sinh xã hội này nó có từ năm 1937, 85 năm qua rồi, liên tục có như vậy. Nhưng mà biết đâu được tới cái hồi mà mình nghỉ hưu á, người ta không có chương trình này nữa làm sao? Đó, thì lúc đó làm sao quý vị? Lúc đó chúng ta bắt buộc phải có một cái khoản để chúng ta có thể nghỉ hưu một cách là gọi là dưỡng hưu đó quý vị. Thì bây giờ chúng ta hãy nên mở một cái tài khoản hưu trí nếu như mình không có cái 401k, thậm chí có 401k mình cũng có thể mở thêm được. Đó. Để sau này chúng ta dưỡng hưu chứ không phải là nghỉ hưu nữa, có thể thoải mái đi chơi chỗ này chỗ nọ ha, muốn làm gì làm, không có phải là phụ thuộc vào tài chính của con cháu. Đó. Cho nên là nếu như mà quý vị đồng ý với Ngọc là hãy mở một cái tài khoản hưu trí, đừng có phụ thuộc 100% vào tiền an sinh xã hội hoặc là phụ thuộc vào con cháu, thì hãy cho Ngọc số 1 quý vị ha. Rồi ở đây á, thì người ta có rất là nhiều cái quỹ hưu trí ha. Đây là một cái danh sách nè. Bên IRS người ta chia sẻ từng cái loại quỹ hưu trí như vậy. Nhưng mà trong cái video này Ngọc sẽ không bàn về cái 401k, mà Ngọc sẽ bàn về cái Roth IRAs. Và bên sở thuế người ta cũng có một cái update
về cái IRA contribution, cho nên là Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị trong cái video này luôn. Thì cái contributions, điều kiện để mà mình mở cái quỹ IRA để mình bỏ tiền vào á, tức là mình contribute money vào cái quỹ IRA của mình, thì mình phải có công ăn việc làm. Mình đi làm 1099 hay để đi làm W2 hay là lãnh tiền tip, lãnh lương hay là lãnh bonus hay là lãnh tiền commission vân vân, thì mình bắt buộc phải có một cái khoản tiền làm kiếm được từ cái sức lao động của mình, tức là earned income đối với vị, thì lúc đó mình mới có thể bỏ tiền vào quỹ hưu và bỏ tối đa là cái số tiền mà quý vị kiếm được. Chứ còn nếu như mà cái tiền là những cái khoản tiền thừa hưởng hoặc là cho tặng thì quý vị không thể nào mà bỏ cái số tiền vào đó đó vào cái quỹ hưu của mình được. Người ta không có cho, người ta bắt buộc mình phải có cái taxable compensation, ví dụ như là tiền tiền công, tiền lương, tiền tiền hoa hồng, tiền tips, tiền bonus, rồi tiền từ cái 1099 của mình vân vân. Thì quý vị nhớ rằng cái điều này, cho nên những anh chị nào mà làm nails mà cứ nghĩ trong đầu là ok làm nail làm gì mà mở được cái quỹ hưu trí, mình không có một 401k nhưng mà có thể mở cái IRA, quý vị nha, hoàn toàn có thể mở được. Và mở ở đâu á, thì thật sự nó không có khó, nó dễ lắm quý vị. Quý vị có thể mở tại những cái nhà băng nè, mở tại những cái financial institution nè, cái nào mà quý vị cũng có thể mở tại những cái công ty bảo hiểm nè, những cái mutual fund nè, những cái stock broker, ví dụ như Fidelity, Robinhood, rồi Merrill Edge vân vân. Thì nói chung quý vị ra những cái dịch vụ mà họ khai thuế thường thường hoặc là những cái nơi mà họ bán bảo hiểm đó quý vị, thì họ có thể mở cho quý vị những cái tài khoản IRA, họ tư vấn cho mình, cũng không có khó đâu quý vị. Quý vị hãy làm, hãy làm, hãy hành động quý vị nha. Đối với bản thân Ngọc, nếu như quý vị hỏi Ngọc á, thì Ngọc khuyên quý vị là hãy mở cho mình một cái tài khoản hưu trí càng sớm càng tốt, để sau này chúng ta không phụ thuộc vào con cháu và chúng ta có thể là tự chủ về cái tài chính khi mà chúng ta về hưu. Có nhiều cái khoản tiền khác nhau khi mà chúng ta về hưu thì càng tốt, đúng quý vị, chúng ta có thể thoải mái chi tiêu và dư thì mình cho con cho cháu cũng được, đâu sao đâu, còn thiếu thì nó phụ thuộc. Rồi bây giờ cái tiền mà quý vị tối đa có thể bỏ vào cái quỹ IRA là 6.000 cho mỗi người, còn nếu như 50 tuổi trở lên thì có thể là 7.000 quý vị nha. Đó là cái con số tối đa cho những năm 19, 20, 21 và 22. Còn những cái năm trước thì nó thấp hơn những năm trước đây, và những cái năm 19 về sau thì ở đây. Và có điều á, nếu như mà chồng có 401k thì bây giờ vợ có thể mở một cái tài khoản IRA được không? Hoàn toàn được quý vị nha. Bây giờ chồng có rồi, vợ mở thêm IRA cũng được luôn. Đó, tối đa hai vợ chồng có thể bỏ vào một năm là bao nhiêu á, thì mỗi người là tối đa là 7.000 hoặc là 6.000. Đó, thì hai người thì mình nhân hai lên. Đó, hoặc là tùy theo cái income của mình nữa. Nếu như mà thật sự cái income của mình chỉ có 10.000 thôi thì mình không thể nào mà bỏ vào 12.000 được, đúng không quý vị? Cho nên là cái này quý vị có thể tìm hiểu thêm trên iOS, người ta có đầy đủ thông tin cả. Hoặc là quý vị đến những cái dịch vụ, những công ty bảo hiểm, những cái dịch vụ khai thuế có thể họ làm những cái điều này quý vị ha. Rồi bây giờ có một cái điều Ngọc xin nhắc lại một chút xíu về cái Savers Credit. Nếu như mình bỏ tiền vào cái quỹ IRAs hoặc là những cái quỹ hưu trí và cái income của mình là dưới 66.000, thì quý vị có thể tìm hiểu về cái Savers Credit trong cái video ngày 19 tháng 12 là Ngọc đã tải lên rồi, để có thể xin lại là 1.000 hoặc là 2.000 tối đa. Nếu như vợ chồng khai thuế chung thì được 2.000 tối đa. Thì bỏ tiền vào quỹ hưu trí rồi mình được bên sổ thuế cho lại mình nữa, thì có rất là nhiều cái lợi nếu như cái income của mình thấp quý vị ha. Rồi bây giờ có một cái video nữa Ngọc cũng xin nhắc lại quý vị cái chương trình này luôn, và trả lời một số cái câu hỏi thắc mắc là được tải lên vào ngày 14 tháng 2. Thì nếu như quý vị có thời gian thì Ngọc nghĩ rằng quý vị nên tìm hiểu những cái thông tin này. Có thể quý vị vào trực tiếp trang IRS để tìm hiểu luôn, hoặc là quý vị có thể vào video của Ngọc để tham khảo, hoặc là trên YouTube họ có nhiều lắm quý vị, tiếng Anh, tiếng Việt gì cũng nhiều người chia sẻ lắm. Rồi bây giờ có một cái thông tin cập nhật mới bên IRS, họ nói rằng là cái ngày 18 tháng 4 là cái ngày cuối cùng quý vị có thể bỏ tiền vào cái quỹ IRS của mình. Điều này có nghĩa rằng nếu như tại cái thời điểm của ngày hôm nay của tháng 3 quý vị khai thuế và quý vị claim cái traditional IRA contribution, quý vị bỏ vào IRA của năm 2021 bao nhiêu tiền đó quý vị claim trước đi ha, rồi quý vị
khai thuế. Ok, xong hết rồi. Quý vị đã claim rồi ha. Rồi tới đầu tháng 4 hay là chậm nhất là 18 tháng 4 quý vị gửi tiền cho cái quỹ đó cũng được. Quý vị cũng gửi một cái check và nhớ nói rằng là 2021 IRA contribution chứ không phải là 2022 quý vị nha. Thì đó là một số cái điều mà bên sở thuế họ đã cập nhật vào ngày 8 tháng 3. Và ở đây nhiều khi á, quý vị có thắc mắc là Roth IRA hay là Traditional IRA thì nó có lợi hơn, thì Ngọc có làm một cái video và tải lên vào ngày 22 tháng 12. Thì cái video này á, đại khái á, là những cái lợi của mỗi cái tài khoản đều có cái lợi và cái không có lợi, nhưng mà tùy vào cái trường hợp của mình. Có thể đối với Ngọc thì Roth IRA nó có lợi hơn, nhưng mà có thể đối với vị là Traditional IRA nó có lợi hơn. Thường thường nếu như chúng ta nghĩ rằng tương lai chúng ta cái income của chúng ta cao hoặc là vượt cao lên vượt trội so với những cái năm đầu thì chúng ta nên chọn cái Roth IRA, bởi vì cái tiền mà vào tài khoản á, là mình đã đóng thuế rồi và sau này mình sẽ được ưu đãi về thuế ha. Còn bây giờ nếu như mình bỏ tiền vào Traditional IRA thì nó có thể giảm cái AGI của mình xuống để mình có thể đủ điều kiện để claim những cái chương trình tax credit, và đồng thời á thì bây giờ cái tiền đóng vào là cái tiền trước thuế, nhưng mà sau này thì mình phải lại phải đóng thuế khi mà mình rút ra, đúng không? Cái nào cũng vậy thôi, không đóng trước thì đóng sau quý vị. Nhưng mà nhiều khi Roth IRA thì có lợi cho quý vị hoặc là Traditional IRA có lợi cho quý vị, thì quý vị là người phải đưa ra quyết định. Những cái thông tin mà thật sự Ngọc chia sẻ là chỉ để tham khảo quý vị, chứ không ai mà có thể là cho quý vị biết được rằng là cái nào tốt hơn cho quý vị. Thường thường quý vị đi đến những cái dịch vụ của họ cũng vậy, họ đưa ra quý vị trường hợp này, trường hợp kia, trường hợp nọ, nhưng mà quý vị phải là người tự quyết định, đúng không? Nhưng mà không phải là ai cũng có lợi đối với những cái trường hợp mà income cao quá thì cũng đâu có được bỏ vào cái IRA sao quý vị. Income cao ví dụ như vợ chồng khai thuế chung 208.000 trở lên bỏ vào 0 đồng. Nó không cho bỏ vào. Bỏ vào, nếu bỏ vào thì thực sự quý vị phải làm backdoor conversion nữa. Đó, rồi nếu như mà những cái filing status khác là trên 140.000 một năm là cái contribution của mình chỉ là zero thôi, không bỏ vào được. Bỏ vào có lợi đâu mà bỏ làm chi. Đó. Đó, cho nên là quý vị có thể tham khảo. Thì nếu như trường hợp cô chú nào mà thắc mắc về cái việc là rút sớm thì bị phạt á, thường thường á, đã nói đến cái quỹ hưu á, là mình ngay từ đầu cái mindset của mình, ok, quỹ hưu là khi nào về hưu mới rút. Nhưng mà nếu như trường hợp quý vị muốn rút trước 59 tuổi rưỡi thì quý vị thường thường phải đóng thuế là 10%, cho nên là khi mà quý vị khai thuế thì quý vị phải phải khai cái phần mà rút sớm này và quý vị phải đóng thêm là 10% thuế trong cái form 1040 của mình ha. Và nếu như quý vị 70 tuổi rưỡi thì bắt đầu quý vị bắt buộc phải rút ra từ từ quý vị ha. Còn nếu như mà quý vị hỏi thêm nữa thì hiện giờ thì Ngọc chỉ biết tới đó thôi, chứ Ngọc không có tìm hiểu sâu về cái vấn đề là rút sớm hay là như thế nào. Rồi Ngọc xin dừng lại cái video này ở đây. Nếu như quý vị thấy những cái thông tin Ngọc chia sẻ hữu ích thì hãy cho Ngọc xin một cái like. Đừng quên share và đăng ký.